giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nói gì về việc Hồng Đăng xuất ngoại. Theo nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, hiện tại nhà hát vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng. Những ngày qua, trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh chuyến công tác ở Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau đó, theo chia sẻ của bà xã Hồng Đăng, nam diễn viên đã gặp một sự cố mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. Liên quan đến thông tin này, liên hệ với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, nơi diễn viên Hồng Đăng đang công tác, được biết hiện tại phía nhà hát cũng không liên lạc được với Hồng Đăng. Hồng Đăng có xin phép tôi đi nước ngoài nhưng lúc đó tôi không có ở nhà nên không ký giấy xác nhận. Tôi có nhận được thông tin là Hồng Đăng mất điện thoại, chưa biết tình hình thế nào, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chia sẻ. Đồng thời, theo đúng quy trình, nghệ sĩ nhà hát khi đi công tác nước ngoài, ngoài việc phải xin phép giám đốc nhà hát còn phải được sự chấp thuận của đơn vị chủ quản. Đối với trường hợp của diễn viên Hồng Đăng, anh buộc phải xin phép Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Đến hiện tại, theo ông Đỗ Đình Hồng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đang tìm hiểu thông tin này. Xuất ngoại cùng Hồng Đăng về phía Hồ Hoài Anh cách đây ít phút, Lưu Thiên Hương, chị vợ của nam nhạc sĩ cũng cho biết Hồ Hoài Anh bị mất điện thoại và hộ chiếu trong chuyến đi. May mắn, sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và có thể về nước trong đêm nay 1 tháng 7 năm 2022. Báo Anh và Tây Ban Nha, thiếu nữ 17 tuổi người Anh tố bị hai nghệ sĩ Việt Nam cưỡng hiếp. Hai nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam đã bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi người Anh tại đảo Majorca, Tây Ban Nha, theo tờ Majorca Daily Bulletin. Cảnh sát Tây Ban Nha đã tạm giữ một nghệ sĩ 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam. Hai người này đã ra tòa ngày 28 tháng 6. Hiện họ đang được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi đảo trong khi chờ cảnh sát điều tra. Nạn nhân đã ra làm chứng trước tòa, xác nhận những gì cô khai với cảnh sát trước đó. Hai nghệ sĩ người Việt Nam ở tại một khách sạn khác, trong khi gia đình của nạn nhân ở một khách sạn khác trong khu vực. Cô gái đã gặp nghệ sĩ này vào tối ngày 24 tháng 6 tại một nhà hàng ở Majorca. Họ làm quen và trò chuyện với nhau. Sau đó, cả ba đi ra bãi biển và bắt đầu thân mật trước khi đến phòng khách sạn của một trong hai nghệ sĩ. Tại đây, theo nạn nhân, vụ cưỡng hiếp đã xảy ra. Cô gái người Anh cho biết, hai người đàn ông đã buộc cô làm tình, bắt cô phải đi tắm để xóa dấu vết. Cô đã kể lại với người dì những gì đã xảy ra với cô. Sáng ngày 25 tháng 6, cảnh sát đã đến khách sạn của một trong hai nghệ sĩ nói trên và đưa cô gái đến một bệnh viện để kiểm tra. Thiếu nữ đã cùng gia đình cô rời khỏi Majorca ngày 28 tháng 6 sau khi ra tòa cho lời khai. Theo một tờ báo của hòn đảo Majorca, những người bị cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ người Anh là một nghệ sĩ và nhạc sĩ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cảnh sát vẫn chưa công bố tên của hai nghệ sĩ này, song đã yêu cầu họ giao nộp hộ chiếu. Truyền thông địa phương cho biết hai nghệ sĩ này đã từ chối trả lời các câu hỏi khi họ xuất hiện trước tòa. Hiện chưa rõ hai nghệ sĩ này đến đảo Majorca để làm việc hay du lịch.